Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa thị xã Sapa, chiều nay mùng 8 tháng 8, 11 người bị ngộ độc thực phẩm tại xã Hoàng Liên đã được xuất viện. Trước đó ngày mùng 4 tháng 8, nhiều người đã ăn cơm tại một đám tang ở thôn San Hai xã Hoàng Liên. Đến ngày mùng 5 tháng 8, 11 người có biểu hiện đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, được người nhà đưa vào bệnh viện đa khoa thị xã Sapa điều trị. Sau 3 ngày điều trị, tất cả 11 người bị ngộ độc đã ổn định sức khỏe và được xuất viện qua triệu chứng lâm sàng và phân tích các yếu tố dịch tễ, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do vi sinh, thức ăn bị nhiễm khuẩn trong quá trình chế biến bảo quản không đảm bảo. Ngành y tế Sapa tiếp tục tiến hành các xét nghiệm để có kết luận chính xác nguyên nhân, đồng thời tuyên truyền cho người dân về cách chế biến sử dụng thực phẩm an toàn.